Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Xin giới thiệu với anh. Hello, mình là Nam Ngôn. Hôm nay mình đi mua 1 ký tiểu cường về cho mấy anh đệ nhà ăn nha. Thì sẵn đây là gặp ông chủ nhà, ông chủ chỉ cách chăm sóc, bảo quản như thế nào và cho sinh sản như thế nào luôn. Tìm hiểu những bạn tiểu cường này ăn uống cái gì luôn. Hello em ơi. Dạ. Đây anh, đây là cái thùng nuôi gián Dubia. À, gián này là gián Dubia. Dạ, gián Dubia thì gián này nó không có hôi anh. Và nó rất, cái hàm lượng dinh dưỡng nó hình sạch trên mạng là nó là gần bằng thịt bò. Còn ở nước ngoài thì bây giờ người ta đang dùng con gián này làm dùng cái thức gọi là thức ăn quay dùm cho những cái vận động viên á anh. Oh. Tăng cân á. Thì bây giờ mình đây thì mình sang hơn nước ngoài, mình cho bé ăn thôi chứ không có cho người ăn. À, cái này là cái giá trị dinh dưỡng nó bằng thịt bò luôn. Gần bằng anh. Dạ. Gần bằng thịt bò. Dạ. Và nó không có mỡ. Dạ. Ha. Nó ăn á anh, nó ăn sát gì luôn á. Ăn còn có cái vỏ không vậy luôn. Dạ. Cái này thì mình nuôi á, mà con nông dân mình nuôi thì ví dụ như có cam này nọ đồ là ăn tới vậy luôn, mình dắt cam mình uống rồi á. À. Là mình chỉ cần cho ăn vỏ thôi, nó ăn cái phần này nè anh. Rồi, nó ăn tới vậy luôn á. Nên nó ăn thừa thải thì nó ăn vậy. Coi như mình uống nước còn nó ăn sát. Đúng rồi. Quá tuyệt vời. Hoặc là trong với cam thì quá sang vậy. À. Thì mình tiết kiệm thì mình ấy. Nên nuôi là vậy á, mùa này thì cam rẻ em mua về em dắt em uống thì nó ăn sát. Coi như là nó ăn một loại thức ăn một này thôi. Dạ, nhiều anh, trái cây nó ăn đủ thứ á, ví dụ như dưa leo, cà chua, cà rốt, rồi lá xà lách, lá lông muống nó bỏ vô làm láng hết. À. Nhưng mà tại vì cam nó em thấy cái hiệu quả nó là đẻ rất là tốt. Ừ. Và mau lớn á, cho nên em sử dụng cam là nhiều. Ví dụ như bí đỏ nè, anh em nuôi igu mà ví dụ như bí đỏ mà chiều mà anh em dọn igu mà ăn không hết thì mình cho nó ăn luôn, không sao hết. Tại vì nó ăn buổi tối thôi, cho nên là không phải cần một buổi sáng. Ừ. Cho nên bữa trưa mà anh em dọn igu á, ý đã không hết thì quăng vô cho nó ăn. Ừ. Tiếp tục sử dụng, tái sử dụng là coi như là hiệu quả luôn. Hiệu quả, tiết kiệm và bảo vệ môi trường luôn. Dạ. Ủa, cái này rau muống nó dứt không ta? Lá thôi anh, cộng nó ăn không nổi. À, lá thì nó, nhưng mà nó ăn có ok không, đầy đủ dinh dưỡng? Nó ăn ok nhưng mà nó ăn không thích lắm. Không thích bằng cam. Dạ, đúng không? Không thích. Bằng trái cây. Trái cây, tất cả luôn, như thanh long nó cũng ăn luôn. Thanh long biết ăn nhã hột luôn á. Ăn nhã hột luôn hả? Đúng rồi, anh thử đi, bữa nào anh về anh quay clip thử ăn nhã hột. Không ăn hột. Được. Ăn nhã hột. Coi như ăn lát ra thành nguyên một đống hột luôn. Đống hột luôn. Đúng rồi, vui lắm anh. Ok. Đây, xong cái này là thì mình nuôi, mình thấy cái nào thùng nào mình cũng nuôi sắp đứng vậy nè. Vậy mình để cái thùng này mình là 60, cao 40 mà ngang 40. Ừ. Thì như vậy nuôi vậy thì anh em nuôi thùng nào cũng được hết, tại vì em nuôi ở đây thì quen nuôi thùng này rồi. Ừ. Thì nó nuôi được nhiều, nó sắp đứng thì nó đưa được nhiều. Em lót thêm một cái lớp giấy đó để làm gì ta? Bị không bị sập á anh. À. Chứ không đè vô sập vô. À. Đó, anh em phải chú ý lúc trước thì không biết. Là hai cái này nó. Dạ. Nó khớp với nhau nữa. Dạ. Bạn đó nó vậy nè, nó không, nhiều khi nó bị sập, mặc dù nó có cái mặc dù cái thằng này nó có cái ấy nhưng mà nó vẫn bị sập, trong quá trình mình nuôi nó vẫn bị sập. Còn này vô nó không bị sập, đè dán không đi chết dán. Ừ. Lót giấy đó, khe vậy đó, hoặc là giấy cạc tông cũng được. Ok. Đó, như vậy là anh em nuôi, nhớ là nuôi đừng nuôi tránh nắng nè. Con tránh nắng chịu nóng. Dạ, chịu nóng mà không nóng quá, cái là nóng như Sài Gòn mình là ok, ba mấy độ lên 40 độ chịu không nổi thôi, không cho ra nắng. Dạ, 35-36 độ là còn ok. Ồ, có con nằm ngửa bụng đó là ăn ngủ hay gì ta? Chết anh. Chết hả? Dạ. Nhiều hao khi... cái này hao dữ không em? Không anh, hao là hao sao ta? Hao là nó chết á, sao chứ không cái này chết là do chắc em để cái này dày quá đó. Khi nó nóng á. Ừ. Thì soạn được mớ để dày, ví dụ như còn đây là cái này, dán này là dán để em lấy ra cho anh coi. Ừ. Đây là con dán này á, là con dán là dán thịt. Dán là dán thịt thì thường anh em sử dụng là sử dụng dán thịt thôi, tại dán sinh sản cái vỏ nó cứng lắm. À. Đây là con trống, đây con này con mái nè, con trống thì nó có cánh. Đây, con trống là có cánh. Con trống có cánh. Dạ. À, là dán này nó hay một cái là một con trống nó phối với con cái rồi là con dán sẽ chết. Mà con dán này nó đã khi mà con dán trống nó phối rồi, con dán cánh mái nó giữ tinh của con trống. À. Nó tự động đẻ hoài khi nào nó chết thì thôi. Ồ, một lần phối mà đẻ hoài. Dạ, luôn. Đúng rồi. Còn con đực thì phối xong cái là chết. Dạ. Đực nó tuổi thọ kém lắm. Sao hát chứ. Dạ. Con đực như vậy. Dạ. Mặt nó không phối được nó cũng chết. Ừ. Mà không hôi nha, đặc biệt dán này không hôi, không phải là dán đất. Đó. Không hôi. Dạ. Đúng là không có hôi thì các bạn. Dạ, không có mùi. Bạn nuôi dán này thường thường nó sẽ có rất là nhiều cái mùi rất là khó chịu ha. Và cái dán này thì nó rất là sạch sẽ, cảm giác là nó không có mùi hôi. Hỏi dán nuôi làm gì vậy anh? À, dán này là để nuôi là hồi nãy bạn chủ ở đây có nói là Việt Nam mình thì nuôi dành cho pet ăn. Ha, ví dụ những con bò sát ăn nè,
hoặc là dế đồ này nọ, cái gì cá rồng nè, rồi kiến đồ này nọ ăn. Nhưng mà ở nước ngoài á, thế này là thực tế nước ngoài người ta đang nghiên cứu đây là thành một cái loại siêu thực phẩm trong tương lai nha các bạn. Tại vì dễ nuôi, dễ phát triển, dễ sinh sản và cái giá trị dinh dưỡng trong này rất là cao. Đúng không em? Dạ đúng rồi anh. Cái này thật sự mà nói là mình hơi bị sang so với nước ngoài á. Nhưng mà cái gì? Nhưng mà cái đó là cái nguồn thực phẩm tương lai đó, em nghĩ là như vậy, tương lai thì phải sử dụng mới thôi. Tại vì nuôi con bò thì nó tốn diện tích, phải tốn cái nguồn nước, tốn nguyên liệu nhiều hơn, diện tích nhiều hơn cái con này. Đúng rồi. Thì con này nó tương lai là mình nghĩ là mình mới chứa được 20 năm thì mình cũng không tới. Thịt bò bây giờ người ta sản xuất tới thịt bò nhân tạo rồi, thịt nhân tạo luôn rồi. Coi như là trong tương lai nhiều thứ sẽ thay đổi lắm. Dạ. Thì mình, nếu mà con mình đi trước á, nếu mà Việt Nam mình nghiên cứu tiếp á, để mà phát triển nó một con nó có giá trị hơn á, thì có thể là ok đi tắt đón đầu. Anh nghĩ ok, Việt Nam mình có cái thuận lợi ở cái thời tiết chắc phù hợp với nó hơn. Thời tiết rất là thuận lợi luôn. Miền Nam từ em nghĩ là từ Nha Trang đổ vô là cực kỳ thuận lợi luôn. Bà con mình thì dân của mình thì nó trồng trái cây là tuyệt vời rồi. Rồi cái nguồn thực phẩm gọi là dư thừa luôn đúng không? Cái này đi ra mấy tiệm bán nước ép xin đồ về cho ăn. Thành phố đi em thì em đi xin nước ép thôi. Ở trong đây anh thấy có con này là con gì? Con nó ăn xác chết á. Ăn xác chết tự nó xuất hiện à? Dạ, tự nhiên đuôi thời gian nó có xuất hiện. Mình thấy nó cũng ấy, cái này em cũng không tìm hiểu nhưng mà thấy tụi nước ngoài nó có nuôi á. Nó nói con này ăn xác chết. Coi như nó xử lý mấy cái đó luôn. Dạ. Nó coi là bán á, nó cũng bán á. Nhưng mà mình thì đây nó tự nhiên. Này nhìn mấy giống mấy con Isobot ha. Dạ. Isobot thì đẹp hơn. Đẹp hơn, này nó màu hơn. Isobot thì năng nó cũng ăn cái cặn bã của đáy rừng cho nên còn cái này thì nó ăn ấy thôi, tương đối. Thì cái này mình cho ăn cắm gà nữa anh, cắm gà cắm chim gì đó phụ thêm chứ mấy ăn trái cây thuần thì sang quá. Thì cắm gà cắm chim mình thả vô, em làm cái khay đây nè hả. Làm cái khay đựng vậy đừng bị móc không bị đựng dơ, nó ăn hết mình bỏ, mình để vô đây ok đó, mình để vậy đó mình sang nó ok, lúc chuồng tránh bị móc, tránh móc nhiều khi trong bếp ăn vô ảnh hưởng bệnh bếp nên nuôi kỹ là vậy. Ồ, có một bạn dán đang lột chắc bóc luôn nè, Ngọc Trinh nè. Chứ bác anh chết thôi anh, mất rồi thôi. Đấy, cái này gọi là dán đột biến á, mấy bạn ghẹo nhau là dán đột biến. Thịt nó mềm lắm, mình bét mình cực kỳ thích ăn luôn tại nó mềm. Mình ăn cũng ngon lắm. Em thử chưa? Rồi. Thử luôn hả? Dạ. Vị nó sao ta? À, tùy theo anh, ví dụ mình cho nó ăn cam nó ra vị cam, ví dụ mình cho dữ vậy là em để vậy em nhai luôn hả? À, để vậy nhai luôn. Này thử thách hơi căng nè. Cái làm cũng ngon. Nghe em nguyên nhai luôn hả? Ăn thử đi ngon không? Really? Thiệt thiệt. Ngàn view nhai luôn nha các bạn. Đang 90 rồi đó. Trời mới 90 còn lâu quá vậy. Vậy chắc khó à. Bây giờ để riêng ra đây 1000 like. Lát anh quay lại là nó đổi màu rồi đó. Ngàn view mình nhai nó luôn. Ngàn tim cho lẹ rồi. Các bạn thả tim tới tấp là được. Mọi người hỏi nuôi thùng nhiêu lít? Thùng này mình không biết nhiêu lít, nó là ngang 60, ngang 40, cao 40 và dài là 60. 60 á. Thùng này hả? Thùng này chắc 40, 60 chắc cũng khoảng thùng này thì tối đa mình nuôi được 2 kg thôi. 2 kg thôi. Tối đa được 2 kg. 2 kg, ví dụ như giấy sinh sản thì nó đẻ được, thường thì đẻ được khoảng chừng 200-300 gram là lấy ra rồi. Tại vì bên đây em thu hoạch giáng con là nhiều. Anh tính mua 1 kg về để anh nuôi đẻ. Dạ. Vừa trải nghiệm mà vừa có một vậy cái thì thùng này cũng được anh, đâu sao đâu. Ký thì cũng ok mà. Ký vô thùng này hả? Dạ. Tại anh có thùng nhỏ hơn cũng được, không sao hết. Anh không biết là nuôi nó dễ không? Nuôi đẻ dễ không? À dễ anh. Em mô tả sơ sơ giùm anh, giờ anh đem về đầu tiên anh làm gì, anh làm thì gì anh phải có dĩ trứng nè. Dĩ trứng. Ờ anh sắp vô. Rồi. Thì nếu mà anh đã nuôi có 1 kg mà nuôi ở cái thùng bự này thì anh sắp dĩ trứng nó mỏng lại để cho dán nó thoải mái một chút, hoặc là nó cho nó sống dày á, tại vì con dán này nó đặc biệt cái là nó phải sống dày. Nó sống mật độ thưa quá nó cũng có cảm giác nó bị stress á. Thì nó dày á. Thì nó ok. Thì nó ăn khỏe hơn so với nó sống mỏng. Ví dụ như một thùng này mà nuôi 1 kg mà anh sắp nó dày dày, lưới nó dày dày, nó ăn khác, nó sức ăn nó yếu hơn so với lại ăn sắp mỏng lại một chút, cái dĩa trứng sắp mỏng lại.
Ví dụ như một ký anh sắp chừng bao nhiêu vậy ta? 2, 4, 6, 8, 9. Thì anh sắp đứng không được rồi, tại vì nó bị ngã, thì anh sắp nằm. Chồng 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 vòng lên. Chồng nằm, sắp nằm giống vậy nè. Sắp nằm xuống thì nó sẽ bị ít dĩ lại. Cái lượng dán nó bị dồn lại. Thì nó ok hơn. Nói chung là cả kinh nghiệm á. Xin chào cả nhà mình nha. Mọi người muốn nuôi dế, muốn nuôi dán, muốn tìm hiểu cách nuôi thì mọi người vô trong cái livestream này mình sẽ chia sẻ với mọi người ha. Rồi có câu hỏi nào đặt ở đây sẵn mình hỏi cái anh chủ trại đây luôn, anh chị hãy đáp cho các bạn luôn. Năng còn vậy luôn. Cái này là mình đốt lên ung mũi nè. Khoảng về giờ phơi phơ một cái là đốt lên ung mũi sạch luôn. Đó thì nó sắp vậy nè, hai cái nằm xuống luôn thì nó sẽ mỏng lại, thì cái lượng dán nó sẽ dày lên. Mỏng quá nó cũng không khoái. Dạ, mỏng quá thì nó bị nóng anh. Nó vừa vừa thôi. Ví dụ mình cảm giác. Ví dụ như anh sắp 1 kg thì em lên 1 2 3 4 4 4 4 là 8 miếng á. Là ok. Sắp ngang á. Em sắp về em cũng để một miếng dán đây luôn dạ, cho nó đừng có sập xuống. Dạ đúng rồi. Ok. Dạ. Rồi, sau khi mình sắp xong rồi mình thả vô. Dạ, thả vô. Rồi tối anh cho ăn thôi. Chụp anh nói... có cái miếng này nè, để anh bỏ cám gà vô. Ok. Bỏ vừa phải, đừng bỏ nhiều quá. Tại vì ngày nào cũng phải mấy bạn nuôi, mấy bạn làm biến thai này nọ đồ á. Thì nó sẽ bị chuồng nó sẽ bị ẩm mốc. Vệ sinh nó thì ví dụ như một tuần anh vệ sinh lần thôi để thu hoạch dán luôn. Còn đồ ăn thì phải lấy ra. Ví dụ nó không hết anh cũng phải dâm dục luôn. Đừng anh thấy nó dục. Không uống nước là nó lấy nước từ cam hả? Dạ đúng rồi, bắt buộc phải lấy nước từ cam á. Hồi đó mấy bạn nuôi sai lầm, mấy bạn nói là nó ăn xác động vật nhưng mà không phải vậy, cho mấy bạn để cho nó thiếu nước quá rồi nó ăn cái con vật nó sình lên rồi nó bu lại nó ăn, mấy bạn nó ăn xác, nó không ăn xác động vật. Đó là cái sai á. Nó chỉ lấy nước từ cam ha, dạ. Ăn cám gà rồi này rồi dạ. Vậy thôi thì khoảng bao nhiêu ngày là bắt đầu nó sẽ đẻ em? Không, mình tùy theo cái môi trường anh tạo nó, mà nó thích nghi được có sớm thì nó đẻ sớm. Mà nếu mà nó chưa thích nghi nhiều khi nó chết nữa. Dạ. Con này ngay đít nó có cái dòi gì ngộ. Nó đẻ nó xả trứng á, trứng á. Trứng dán á, con này đẻ con nhưng mà nó vậy nó xả nè. Nó chưa phối được với con đực á. Này là cái trứng của nó đó. Ôi trứng dán nè, mới lần đầu tôi thấy luôn ông ơi. À bỏ ra nó đẻ ra con. Nhưng mà cái này là nó chưa được phối đâm ra nó xả bỏ. Hay chưa? Này mới biết luôn. Này cái trứng, mấy bạn tưởng là đẻ này ra cái ấp lên con. Dán nhà mình đẻ ra trứng. Cái ấp ra nở ra là con, còn này đẻ trực tiếp ra trứng. À ra con. Đẻ ra con trực tiếp luôn. Dạ. Một con cái vậy nó đẻ được khoảng bao nhiêu? 20 đến 30 con lần anh. 20 30 con. Thì theo cái tài liệu thì tháng đẻ 1 lần. Em có quay được cái quá trình nó đẻ đứa con ra không ta? Chắc khó không, à. Không. Có nghĩa là mình mở ra mình thấy nguyên ổ dán con thì có. Đẻ ra con màu trắng. Ồ. Tại vì em không có cái dụng cụ để mà quay ấy được. Tại vì nó đẻ cũng nó đẻ trên đây còn hy vọng mình quay được chứ đẻ trên dưới đây là sao đâu có vui được. Ok. Như làm như cái lồng kiến á, làm như nuôi kiến á thì có thể hy vọng quay được. Mà anh thấy con này nó rất là dễ hơn rất là nhiều so với con dế ha. Dế nó dễ chết hơn anh. Dế con này khó quá nó mạnh hơn, nó mạnh hơn dế. Nhưng mà cái tốc độ sinh sản nó chậm lắm. Chậm so lắm với hả? Dế thì một con dế nó đẻ cái trứng ra nó đẻ cũng cả 500-600 con, mà con này đẻ có 20-30 con rồi. Mà dòng đời của con dế nó lẹ hơn dòng đời của con này. Dòng đời tụi này được bao nhiêu cái ngày ta? Con này nếu mà con cái là theo tài liệu là 2 năm á anh, mà thật sự nó cũng phải cỡm cỡ đó. Thì con dế là 45 ngày là xong phim rồi. 45-60 ngày là xong phim rồi. Anh thấy con dế khó chịu quá trời luôn. Anh thử nghiệm 3 lần chưa lần nào thành công hết. Con dế cũng được. Anh nói chung là do mình tạo môi trường á. Chứ em nuôi cũng hồi kỳ dịch em nuôi nó cũng đẻ cũng ấp nở cũng bố xô. Em có tai anh ơi. Nuôi đại anh. Đại em cũng nuôi đại, học coi trên mạng anh cũng nuôi đại. Anh mới về mấy cái tổ kiến. Dạ. Thì mấy bạn nói là anh lúc đó anh cho ăn dế, mấy bạn nói anh cho ăn dubia nó tốt hơn dế. Đúng rồi, mấy bạn cũng mua của em nhiều. Dạ. Dubia con cỡ này nè, mấy bạn mua nhiều lắm. Nãy em soạn thì quên để chỉ các bạn luôn. Khi mà các bạn thu hoạch á, các bạn vệ sinh chuồng á xong rồi các bạn đây là cái phân của nó nè, phân nó không hôi nha. Okay. Nè, bạn thu hoạch, bạn sao thu hoạch cho nó lẹ, bạn để cái miếng này vô nó sẽ bu lên đây rồi bạn thu hoạch. Ồ. Đó, rất là tuyệt chiêu á. Chứ không có ngồi bắt từng con nguyên đồng. Ôi, bắt cái này. Này giống mà mẹ ghẻ mắt. Giống như tấm cám luôn. Rồi tấm cám luôn bắt từng con sao đó, bắt nổi. Đây là ấy. Ừ, đã các bạn. Đó, cái này kiến ăn nè, các bạn mua về cho kiến ăn, thường mua size này nè anh. Đó, thì kiến nó dí nó đè được, chứ con kia bự quá thì nó phá luôn kiến. Phá luôn tổ. Đó, size này là ok, kiến ăn ok. Không, kiến anh lựa cái dòng cũng bự lắm, anh cho ăn cỡ chung chung cái này nè.
Dữ vậy, kiến anh bự lắm hay sao mà cho ăn con đó nó dí vậy nè. Vậy ăn cỡ này thôi, đừng bằng bự quá nó kéo vào tổ được không ta? Không, tại em không có chơi kiến nó không biết. Nó cỡ con này, cỡ con này thì ok nè. Và ăn sạch sẽ luôn. Dạ. Vậy kiến anh bự lắm á. Anh đang phân vân không biết là anh mua kiến nhỏ hay là anh mua kiến lớn cho đẻ đây. Ê, dáng lớn cho đẻ đây. Chắc lấy cho đẻ cho thử trải nghiệm luôn. Tại vì một ký em cũng để lộn xộn cho anh luôn vừa thu hoạch. Nhưng mà anh đừng dập nó quá, dập nó quá nó không có đẻ. Ừ đúng rồi, cho anh lộn xộn đi, có này có kia đi. Dập nó quá thì nó không có đẻ được. Đây là cái cách mà mình sẽ bây giờ mình sẽ thu hoạch đúng không? Là mình để hai miếng này vô để cho nó bu lên. Dạ, rồi mình nè, cứ coi nè. Cứ dụng nè. Miếng đó ít, miếng này ít nhiều. Xíu. Miếng bên đây, tại vì bên đây nó gồm bên đây. Đây. Dạ. Ở dưới này còn rất là nhiều các bạn. Dạ, nhiều lắm. Đó. Quá trời luôn. Rồi em lọc phân cái này sao ta? Em lọc sao nữa? Thì bây giờ mình cứ để vậy, mình lấy nào hết rồi mình còn dư miếng mình dục luôn. Có nghĩa là giờ lấy cái này xong ấy vũ ra ngoài xong rồi đặt xuống cái nó lại rút lên nữa. Đúng rồi. Làm thì, gì cũng phải có cách. Cái này anh em bón phân tốt lắm anh. Thấy vô cây mai chú thủy là nó ra bông liên tục, với là cây mai tứ quý á. Anh vô ra bông liên tục luôn. Ok. Nhưng mà phải ủ lại. Ủ để nghĩa là mình phải quay á, gọi phân ta gọi là quay. Em cũng không biết ngành cây gì sao, người ta gọi là em đẩy cái thùng mút, em bỏ đất vô, em ủ lại thời gian, tưới nước vô, xong thời gian nó dịu lại là bông vô không là trái cây á. Nó nóng quá đúng không? Trái cây. Ok. Để lại mấy tháng cái xài ngon. Tuyệt vời. Ra cây mình thấy trồng hai cây, cây mai chú thủy là mai tứ quý thì nó ra đều luôn, mỗi tháng mỗi bông luôn á. Ngày trồng cây vàng đó, nó nhảy cây nhảy con không ta? Cây vàng cái gì ta? Cây vàng 4 số 9 á. Trồng nó cho lẹ. Trồng nó cho lẹ á ta. Trồng mấy cây kia lâu lắm. Ok. Rồi bây giờ vậy mình lấy lộn xộn anh ha. Ok, lấy giùm anh lộn xộn đi để anh trải nghiệm cả hai. Ok. Vừa xài vừa thu. Gọi là dán Dubai mà gọi là Dubia. Tại nó gọi là Dubia, dán nó dán Dubia. Tên của người ta mình đâu có dám sửa. Dán Dubia dành cho sinh viên Dubai. Thì bây giờ giờ rẻ lắm rồi. Ngày xưa mắc ha. Dạ. Xưa mắc. Giờ rẻ. Rẻ cho nên người ta cũng ít nuôi, ta nản à, không có ấy. Nhưng mà đối với anh em với trời ơi đã chưa. Lộc ủ à. Nó là được hai lóng tay đó. Được hai lóng tay. Mình nói thiệt á, nếu mà được chú trọng phát triển nha, có định hướng đồ này nọ rõ ràng á, là cũng là một cái ngành có thể khai thác làm kinh tế đó các bạn. Nhiều khi chúng ta không có hiểu cái giá trị của nó. Chưa sử dụng hết nhưng mà em không hiểu anh. Chưa sử dụng hết cái mình giá trị. Mình chỉ hiểu cái đó thôi, còn mà cái sâu xa hơn nữa thì nhờ cái cán bộ khoa học người ta đi tiếp. Mình là nông dân, mình không đi xa được. Càng ngày người ta càng dán con quá trời luôn. Ôi, đã mẹ đẻ. Bây giờ anh về anh thu hoạch thôi, anh nuôi dán tạo môi trường nó tốt á là nó đẻ hoài hoài lên, thấy dán con quá trời. Đưa vô đây nè, đưa xét được rồi chứ sợ. Đổ mồ hôi. Cái bạn camera này của mình đã thấy dán đổ mồ hôi, thấy Tiểu Cường đổ mồ hôi quá. Cái này mà anh em nuôi rồng út á, thấy là baby là coi như là chảy miếng luôn á. Đã ghê. Đã ghê rồi các bạn. Ôi hôm nay 14 tháng 2 chiều nay về tặng quà cho vợ. Không nhảy nữa thôi luôn á. Dễ gì. Dễ gì vợ anh sợ. Trời sợ sợ dán à. Kỳ ạ. Sợ dán. Không sợ mấy con dữ dữ mà sợ con dán, giống như anh không sợ con gì sợ con chuột. Đọc vậy chứ. Ôi trời nó bò người tôi. Yêu. Cái này 1 ký bao nhiêu em, có bạn hỏi luôn. Ký 550 anh. Ký 550. Đây là 1 ký đó, tầm chưa, tầm. Chưa cân đàng hoàng chứ. Cái này thùng không là 1 ký rưỡi anh. Ok. Hơn 100 người xem. Ký rưỡi. Ok. Ký rưỡi vậy là 2 ký rưỡi là đủ 1 ký. Chưa đủ á bạn. Ở này cho ăn miệt mài luôn. Ăn chừng nào mới hết, chưa kể nó đẻ ra nữa. Khuyến mãi cho anh Nam chút xíu nha, với khuyến mãi quá chết luôn á. Thank kiều em. Đọc bát Nam Ngô nha, qua mua đọc bát Nam Ngô nha các bạn. Rồi. Hello. Cho anh mượn nha.
Hello Bảo Buôn nha, hello Quang Lê nha, hello Viral Channel Lee. Hello em, lâu quá không gặp. Nuôi cá lóc không? Bữa nào đem xuống tặng cho cá lóc nè. Ồ, cá lóc ăn là thôi. Cá lóc mê lắm. Hello Hạnh Thuận Guppy nha, hello Công Giang, hello Minh Nhân, Đạt Nhỏ. Con này chiên ăn em. Chiên ăn. Ồ, các bạn kia làm mồi nhậu luôn á anh. Thiệt mà. Thiệt á. Thiệt mà anh em. Ăn ghiền luôn á. Bạn nó để lên chiên. Bây giờ chiên đó, anh em đi qua bên nước bạn kế bên đây Campuchia, người ta có cái ngành ẩm thực về côn trùng. Có là ẩm thực về côn trùng, Thái Lan cũng có, Việt Nam mình thật ra cũng sẽ có, cũng đã có ở không? Ở miền ở nói chung ở cái vùng đồng bằng giáp với lại Campuchia. À, đồng bằng giáp Campuchia là người ta cũng có. Và ở nước ngoài luôn nha, ở bên châu Âu rồi nọ là người ta đang nghiên cứu cái này trở thành một cái nguồn thực phẩm mà siêu dinh dưỡng á. Tại vì nó thứ nhất là chăn nuôi nó là không có ảnh hưởng tới môi trường nhiều nè. Chi phí sản xuất, chi phí thức ăn tất cả đều rất là rẻ nè. Và cái giá trị dinh dưỡng trong này nó rất là cao. Cho nên là các nhà khoa học đang nghiên cứu từ từ cho nó sẽ trở thành một cái nguồn thực phẩm mà thay thế những cái nguồn thực phẩm truyền thống. Đó. Cho nên là trong tương lai tới là mọi người sẽ thấy có rất là nhiều cái sự thay đổi trong cái việc sinh hoạt của chúng ta. Đúng rồi, dán Dubia đó Tạ Sơn ơi. Đúng rồi, đạm nhiều nuôi bét nhanh lớn. Thì thường thường ở đây mình nuôi bét mình hay cho ăn dế, nhưng mà thật ra con dế thì nó không có bằng cái giá trị dinh dưỡng, nó không có bằng con dán Dubia này ha. Cái điều con dế nó mềm hơn con này. Không, nhưng ăn con nhỏ thì con này cũng mềm. Mềm mềm anh. Dễ con tiêu. Lớn này nó mới cứng thôi. Chỉ con này là khó tiêu rồi. Có nghĩa là cái này thường là không sử dụng. Đúng rồi. Cái con sai sinh sản á, còn mấy con dưới đây thì bình thường. Cái nào mang lên body ghê lắm anh. Cái đuôi nó mập bự lắm, ăn hiệu quả. Nói chung là phải có trường kỳ chứ ăn một bữa là kêu mập thì khó. Đúng rồi, đúng rồi. Ăn tính trong theo chế tháng độ á, theo dạ. Chế độ á. Tính theo tháng. Nếu như mấy con cá của em nuôi lên nó lẹ lắm. Ừ. Nên lẹ cực kỳ luôn, nhưng mà mình phải thay đổi đa dạng. Thì khi nó ăn một món thì nó cũng ngán hả? Không phải anh, nó hơi bị thốn. Tại cá em cá rẻ tiền, ăn cái này thốn quá. Thốn à. Dạ. Mắc tiền thì nuôi ăn ok, còn cái này mình nuôi rẻ tiền. Các bạn nhiều khi một ngày nào đó bạn sẽ thấy cái món này lên bàn nhậu á. Nhiều khi mình cũng đang sử dụng mà mình không biết, nhưng khi mấy bạn chơi well, thức ăn well, dinh dưỡng well bên tập tạ, người ta cũng đã sử dụng rồi, mình khi đâu có biết được. Người ta tin chất lại từ đó rồi, đâu biết được. Hôm bữa mà anh đọc một cái bài là phi hành gia hả ta? Người ta sẽ đem, nói chung là tất nhiên là chế biến rồi. Từ côn trùng, dặn gieo rồi, đem lên vũ trụ và người ta sử dụng nó. Thì em nghĩ là nó nằm trong đó thôi, tại vì mình... tại vì cái đó cao sang quá, tại cái đó thật ra là mắc, là đó đeo lên tới vũ trụ thì ra những cái đồ đó là đã mắc tiền rồi. Giờ mình đây các bạn, đây là 1 kg dán Dubia thì có giá là 550k. Thì hôm nay mình đi mua cái này về á, thì nó trong đây nó có rất là nhiều size. Này muốn lột nè, đang chuẩn bị lột. Hôm qua anh cũng quay được clip một bạn dế lột. Trong đây có rất là nhiều size, những cái size nhỏ này mình sẽ cho dàn bé nhà mình nó hưởng sái, chim cò cá cảnh đâu, dê kiến đâu. Còn mấy bạn lớn đây nè là dùng để đẻ. Đây rất là mập, rất là bự luôn. Thì cái con nào nha bạn lưu ý nha, còn cái con nào mà cánh dài như thế này là con đực. Và điều đặc biệt ở cái dòng dáng này là nó không có bị mùi hôi giống như con dáng nhà mình. Nó có bay được ta, như không bay luôn. Dáng đực nó bay anh. Có cánh thì nó bay được, nhưng mà nó có ít bay đúng không? Tối nó bay anh. Tối bay hả? Cho nên em phải đậy lại. Đúng rồi, tối phải đậy lại. Các bạn ở đó nó cũng biết, dán nó bay đầy nhà, dán đực nó bay đầy nhà. Với lại bạn biết không, nhà mình á, nhà mình có buổi tối nha, buổi tối mà mình đi xuống dưới nhà thì trung bình mình thấy trong nhà mình, xung quanh nhà mình là có 5 con cô cây gecko. Rồi, nó từ ngoài tự nhiên, nó chui vô nhà mình nó ở. Cho nên là mình có ý định là mình cũng sẽ giống như... mình gọi như mình được như ngày hôm nay được mọi người biết đến là nhờ con bò sát các bạn. Cho nên là giống như mình cũng ghi ơn vậy, mình nuôi nó luôn. Mình đeo dán về mỗi ngày mình rải đời dán cho mấy bạn tô cây gecko ăn luôn. Giống như mình hôm nay là mình cũng nghiêm túc á. Như mình thấy cũng giống như có thần bò sát nó độ mình hay sao. Rất là mê bò sát cho nên là mình sẽ nuôi luôn. Nuôi rồi mình dưỡng mấy bạn đó luôn. Giờ mình đổi vô nha. Em này nuôi cái này có gì lưu ý nữa không ta? Ngoài nãy em nói là kỹ nắng nè. Kiến hả? Dạ. À kiến nó sợ vô. Dạ, sợ kiến.
kiến là xạ nhất thôi, chỉ kiến là xạ nhất thôi. Ừ. Chứ thằng lằn nó vô nó ăn cũng không đáng nhiều mà sợ kiến thôi. Kiến làm tổ thôi. Dạ. Tránh kiến rồi gán nuôi sao. Sợ kiến thôi, thằng lằn rồi tắc kè là anh cho vô ăn thoải mái luôn á. Em cũng cho ăn vô thoải mái, nó cũng có khe hở của em á, nó cũng vô nhưng mà không sao. Ok. Con này về em xin nha, tại vì đem về nó cũng chết à. Ok em. Quăng vô hồ cá luôn. Lụm chứ. Ok, đây là cái thùng mà em chuẩn bị đổ cho anh á. Dạ đây thì thùng mà em chuẩn bị, anh em đi xa thì em thường làm lưới. À. Nó thoáng á, để anh em đi xa được. Ok. Cái vỉ lót trứng này là nhiêu đây, anh về anh xài nhiêu đây luôn được không ta? Hơi ít hả? Ít thôi, lát em tặng em thêm. Lát tặng anh mấy miếng đi. Anh kiếm cũng hơi khó. Hello anh em nha, hello Tạ Sơn nha. Hello Tạ Sơn. Em hello Phát nha. Phi chứ. Hello Thái Diều Điệu Thắng Lê. Rồi. Anh em muốn mua dáng này thì có thể inbox cho mình ha, comment bên dưới mình sẽ cho anh em địa chỉ. Ok, cái này là mình không có bán sản phẩm này ha, mình đi mua về để mình sử dụng, mình cho mấy con bé mình ăn. Thì anh em nào mà có nhu cầu muốn sử dụng comment mình sẽ giới thiệu cho anh em, chỉ chỗ cho anh em tới mua, chứ mình không có bán mấy này ha. Đây anh. Ok. Đây chào các anh. Bạn. Đây là 1 kg dán Dubia có giá trị là 550k mà mình nghĩ là mình kiểu này chắc cũng khó gặp lại em quá. Tại nó nhiều quá các bạn. Lâu lắm, chắc anh cho ăn rất là lâu. Mẹ đẻ nữa chắc. Mẹ đẻ nữa, cho nên là chắc cũng lâu lắm mới gặp ông chủ này. Ông chủ rất là kỹ đóng cái đi xa. Mình chạy từ Bình Dương. Thì đóng cái lỗ này cho nó thoáng khí nè. Đó. Ok luôn. Vậy anh sẽ kiếm một cái thùng giống vậy để anh nuôi. Dạ. Rồi, cảm ơn anh đã ủng hộ em. Rồi, ok. Ok mọi người. Thì đó, sẵn đi mua 1 kg dán Dubia về cho mọi người ăn. Các bạn biết không, lần trước mình mua chế cho mấy đứa nhà ăn, nhưng mà dế nó khó bảo quản quá, để nó dễ chết quá. Dạ, sáng chiều chết rồi. Sáng chiều nó chết và nó yếu lắm, cho nên là mình mới mua dán này về để mình gầy giống, rồi mình cho, tại vì mình thấy nó khỏe mạnh hơn, và mình tìm hiểu thì mình thấy cái giá trị dinh dưỡng của dán nó tốt hơn dế khá là nhiều đó, cho nên là mình đi mua về mình trải nghiệm, mình nuôi thử luôn. Ok mọi người, hy vọng là có thể chia sẻ với mọi người những cái thước phim mà nãy giờ nó cũng bổ ích, nó cũng có cái gì đó nó hay ho để gửi đến mọi người ha. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ. Bye bye. Ok mọi người nha. Bây giờ mình sẽ